Bạn yêu mến CR7, hâm mộ lối chơi của Jurgen Klopp hay đơn giản là muốn có cho mình một chiếc áo độc đáo mỗi khi ra đường, hãy đến với Cà Bóng Đá. Đặt hàng ngay bằng cách nhắn tin trực tiếp trên fanpage hoặc gọi về số 0898 673 303. Tính đến hết ngày 29 tháng 3, Italia đã ghi nhận hơn 97.000 ca nhiễm COVID-19, chỉ kém Mỹ 141.854. Đây cũng là quốc gia có số người chết nhiều nhất vì đại dịch đang hoành hành trên khắp thế giới với 10.779 người. Vì vậy, Serie A buộc phải tính đến giải pháp kết thúc sớm mùa giải. Thông tin trên đã được Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Italia AIC, ông Damiano Tommasi, tiết lộ trên ANSA. Theo đó, trong ngày hôm nay 30 tháng 3, AIC sẽ có cuộc họp với ban tổ chức Serie A nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể. So với các tuần trước, sẽ có thêm một vài vấn đề được bàn bạc trong ngày mai. Sau những tuyên bố của Bộ trưởng Vincenzo Spadafora không loại trừ khả năng mùa giải năm nay sẽ phải kết thúc sớm ở đây. Ở góc độ thể thao, sẽ có nhiều vấn đề cần phải giải quyết khi kết thúc mùa giải. Việc cắt giảm lương nó có thể là giải pháp chung. Juventus đã đi tiên phong, những gì họ làm không khiến chúng tôi bất ngờ bởi Chiellini là cố vấn của chúng tôi. Nếu không có tranh cãi giữa các câu lạc bộ và cầu thủ, chúng tôi sẽ không cần can thiệp, sẽ rất tốt nếu họ tìm được thỏa thuận. Damiano Tommasi chia sẻ trên ANSA. Trước quá nhiều thông tin liên quan đến tương lai của Jadon Sancho, hôm nay giám đốc điều hành của Dortmund Hans-Joachim Watzke tuyên bố rằng câu lạc bộ sẽ không cản trở nếu cầu thủ này muốn ra đi vào mùa hè. Cho đến lúc này, có thể liệt kê những tên tuổi lớn đang đứng xếp hàng chuẩn bị chờ chữ ký của Sancho, gồm Manchester United, Manchester City đội bóng cũ của Sancho, Liverpool, Chelsea, Premier League, ở La Liga có Barcelona và Real Madrid, ở Italia có Juventus, thậm chí cả Bayern Munich ở Đức cũng muốn thực hiện một thương vụ nữa với đại kinh địch của họ trong những năm qua. Nếu một trong những câu lạc bộ này gửi đến Dortmund một lời đề nghị chấp nhận được, Watzke thừa nhận, Dortmund sẽ không ngăn cản mong muốn của Jadon Sancho. Bạn phải luôn tôn trọng những gì mà các cầu thủ muốn, Watzke nói với Bill. Chúng tôi đã nói trước đại dịch rằng chúng tôi hy vọng Jadon sẽ lại đây. Gabriel Magalhães không phải là tên tuổi xa lạ với người hâm mộ bóng đá Anh. Hồi tháng 1, trung vệ người Brazil từng lọt vào tầm ngắm của Arsenal và Everton. Vì nhiều lý do, hai đội bóng Anh không thể chuyên mua tài năng trẻ 22 tuổi này. Hiện tại, Chelsea đã vào cuộc và đạt được bước tiến đáng kể trong cuộc chiến giành Magalhães. Eurosport cho biết Chelsea đã cơ bản đạt thỏa thuận chuyên mua Gabriel Magalhães với mức giá 35 triệu euro. Huấn luyện viên Frank Lampard trước đó rất ấn tượng với trung vệ này trong hai màn đụng độ với Lille ở vòng bảng Champions League. Và nếu không có gì thay đổi, Gabriel Magalhães sẽ là tân binh thứ hai của Chelsea trong mùa hè tới. Trước đó, The Blues đã có được chữ ký của Hakim Ziyech từ Ajax với mức giá 45 triệu euro. Mùa hè năm ngoái, Antoine Griezmann quyết định chuyển sang Barcelona sau 5 năm gắn bó với Atletico Madrid. Thương vụ này sẽ không quá Mỹ nếu tiền đạo người Pháp không làm hẳn một video để bày tỏ tình cảm và cam kết với Atletico một năm trước đó. Nhiều tin đồn cho biết Barca sẵn sàng bán lỗ ngôi sao người Pháp ở kỳ chuyển nhượng tới để thu hồi vốn và tái đầu tư đội hình. Trước thông tin này, người phát hiện ra tài năng của Griezmann từ năm 14 tuổi, Eric Oha, tỏ ra rất buồn bã và khẳng định Griezmann không hạnh phúc tại Camp Nou để rồi không tỏa sáng như mong đợi. Chia sẻ trên Mundo Deportivo, Eric Oha nói: "Bạn có thể thấy những vấn đề rằng Crazy không hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng với thái độ và tài năng của Crazy, cậu ấy xứng đáng được nhận nhiều thứ hơn. Đừng quên cậu ấy chỉ mới 28 tuổi và là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Cậu ấy sẽ trở lại." Truyền thông Anh thời gian qua tiết lộ rằng Harry Kane đang cân nhắc tương lai nếu Tottenham Hotspur không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Bên cạnh đó, việc Tottenham sẽ thải Mauricio Pochettino cũng tác động đến sự ra đi của chân sút này. "Tôi là một cầu thủ tham vọng. Tôi luôn muốn cải thiện bản thân để trở thành một cầu thủ hàng đầu", Harry Kane nói. "Tôi sẽ không nói mình có thể ở lại Tottenham mãi mãi, hoặc ngược lại, mọi chuyện phụ thuộc vào những gì diễn ra sắp tới với đội bóng." Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham từng nhiều lần từ chối Man United trong các thương vụ Gareth Bale hay Christian Eriksen, và bây giờ là Harry Kane. Bên cạnh đó, gà trống không muốn để Kane đến với những đối thủ cạnh tranh trong nước như Man United. Ngoài Man United, Real Madrid là một câu lạc bộ khác cũng rất muốn chiêu mộ chân sút của Tottenham.